Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp thứ tư ngày 19 tháng 5 năm 2021, và theo âm lịch hôm nay là ngày 8 tháng 4 năm Tân Sửu. Ngày này là ngày Đinh Mão, tháng Quý Tỵ, năm Tân Sửu, và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Canh Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Nhâm Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thanh Long, giờ Quý Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Minh Đường, giờ Bính Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Đinh Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Kỷ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Ngọc Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Tân Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Câu Trận, giờ Giáp Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Ất Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Chu Tước, giờ Mậu Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Canh Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Tân Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Nguyên Vũ. Về ngũ hành niên mệnh lư trung hỏa ngày Đinh Mão, tức chi sinh can, nghĩa là mộc sinh hỏa, và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm lư trung hỏa kỷ tuổi Tân Dậu, Quý Dậu ngày thuộc hành hỏa khắc với hành kim, đặc biệt là tuổi Quý Dậu, Ất Mùi thuộc hành kim không sợ hỏa. Ngày Mão lục hợp với Tuất, tam hợp với Mùi và Hợi thành Mộc Cục, xung với Dậu, Hình Tý, Hại Thìn, Phá Ngọ và Tuyệt Thân. Vài tuổi xung khắc trong ngày: tuổi Ất Dậu, Quý Dậu, Quý Tỵ, Quý Hợi. Tuổi xung trong tháng: tuổi Đinh Hợi, Ất Hợi, Đinh Mão. Vài các sao tốt xấu trong ngày: trong ngày có các sao tốt như sao Thiên Quý tốt mọi việc, sao Sinh Khí tốt mọi việc, nhất là về xây dựng nhà cửa, tu tạo, động thổ ba nền, trồng cây; sao Âm Đức tốt mọi việc, sao Phổ Hộ tốt mọi việc, sao Mậu Thương tốt về cầu tài lộc, khai trương, mở kho; sao Sát Cống, Đại Cát tốt mọi việc, có thể giải được sao xấu, trừ sao Kim Thần thất sát; sao Thiên Ân tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao Nhân Cách xấu đối với việc giá thú, khởi tạo; sao Phi Ma Sát kỵ về việc giá thú, nhập trạch; sao Huyền Vũ kỵ về an táng; sao Sát Chủ xấu mọi việc; sao Lão Ban Sát kỵ về khởi công, động thổ. Và đặc biệt là ngày 19 tháng 5 năm 2021, tức là ngày 8 tháng 4 năm Tân Sửu. Ngày này là ngày Sát Chủ, theo quan niệm dân gian, ngày này thuộc Bách Kỵ, trăm sự đều kỵ. Vì vậy, các bạn không nên làm những công việc trọng đại trong ngày hôm nay. Vài hướng xuất hành tốt trong ngày: Hỷ Thần hướng chính Nam và Tài Thần hướng chính Đông. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ tư ngày 19 tháng 5 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ tư ngày 19 tháng 5 năm 2021. Vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Tý, xem tử vi cho thấy với bạn tuổi Tý đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, Tý Ngọ Mão Dậu. Cái điều này dẫn đến với bạn đang có những chuyện lục đục trong gia đình, con cái không chịu nghe theo lời của cha mẹ khiến cho cha mẹ không khỏi phiền lòng, và trong lúc nóng nảy thiếu đi sự kiểm soát về cảm xúc, hai bên có thể làm tổn thương lẫn nhau. Và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn tuổi Tý là cần phải tìm cách giải quyết sao cho hợp tình hợp lý hơn cho những mâu thuẫn đó, đặc biệt là nên tìm cách diễn đạt khéo léo để không khiến cho người
Nghĩa cảm thấy bị tổn thương, giữ gìn hạnh phúc gia đình. Lại thêm, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Tý, đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh, nhắc nhở bạn tuổi Tý nên lắng nghe ý kiến của người đã có kinh nghiệm. Đừng có tự cho mình rằng lúc nào cũng là đúng, và bạn cần phải biết ai cũng có nhược điểm và ai cũng có thể mắc phải sai lầm cả. Vài tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh kim, gia đạo bất ổn, có nhiều chuyện lục đục. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh thủy, con cái và cha mẹ không tìm được tiếng nói chung. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh hỏa, có thể gây tổn thương cho người đối diện vì thiếu kiềm chế. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh thổ, nên tìm cách giải quyết sao cho hợp tình hợp lý những mâu thuẫn trước đó. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh mộc, tìm cách lắng nghe ý kiến của người có kinh nghiệm. Và đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ tư này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 5, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu xanh lục, màu trắng, quý nhân phù trợ tuổi Dậu, tuổi Thân, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Sửu thứ tư ngày 19 tháng 5 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Sửu á, cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Sửu đang có điềm báo, trải qua ngày này đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh, và cái điều này làm cho bạn đang không được nhẹ nhõm cho lắm. Có nhiều vấn đề phát sinh bất chợt, công việc của bạn bị dồn ứ, khiến cho tinh thần của bạn bị ức chế, không giữ được bình tĩnh nữa. Và với bạn mệnh tuổi Tý, nên tập trung tìm xem vấn đề nằm ở đâu, thay vì nổi nóng, dẫn đến đánh mất đi lý trí. Có như vậy, bạn mới có thể giảm bớt được những rắc rối có thể xảy ra, và đồng thời không cho kẻ tiểu nhân có cơ hội để phá hoại công việc của mình. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp ngày có màu khác với thổ. Cái điều này làm cho bạn đang có điềm báo, mối quan hệ về tình cảm giữa bạn và người ấy đang xuất hiện những khoảng trống khó có thể lấp đầy được. Hai người cùng bận rộn với bao nhiêu công việc trong ngày, không đủ thời gian thư giãn cũng như là tâm trí để quan tâm, chăm sóc cho nhau. Về tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh kim, đầu óc căng thẳng vì công việc nhiều rắc rối. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh thủy, tinh thần làm việc ức chế, khó giữ được bình tĩnh. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh hỏa, tập trung tìm ra vấn đề rắc rối nằm ở chỗ nào. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh thổ, bình tĩnh giải quyết để giảm bớt rắc rối, tránh được tiểu nhân quấy phá. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh mộc, mối quan hệ về tình cảm xuất hiện những khoảng trống khó lấp đầy. Vài đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ tư này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 5, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ tuổi Tuất, tuổi Mão, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Dần thứ tư ngày 19 tháng 5 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi Dần cho chúng ta thấy là bà tuổi Dần đang gặp ngày có cục diện Mão Dần tương hội. Cái điều này sẽ giúp cho bà tuổi Dần gặp được nhiều may mắn trong chuyện tình cảm, nhờ bạn đang gặp được vận quý nhân trợ giúp. Và hôm nay bạn mệnh tuổi Dần có thể sẽ giành được nhiều cơ hội để vượng về nhân duyên, khi đối với những bạn đang còn độc thân, được mọi người giới thiệu cho đối tượng để gặp gỡ, tăng thêm tình duyên với mình. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Dần lại đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh. Cái điều này cảnh báo cho bạn đang có nguy cơ có thể xảy đến trong công việc của bạn ngày hôm nay. Và với bà tuổi Dần, dường như quá đắm chìm trong tình yêu mà lãng quên đi những mục tiêu mà bạn đã phải tranh thủ giải quyết, trong đó có cả công việc.
Nếu như thiếu tập trung, lơ đãng vào những mối quan tâm khác thì có thể bạn sẽ mắc phải sai lầm khá lớn nữa. Trong vận trình ngày này với bạn tuổi Dần lại đang gặp ngày có mộc khí vượng, cái điều này nhắc nhở bạn tuổi Dần nên cần chú ý tới các bệnh về gân cốt, ngồi quá lâu một chỗ, ít vận động khiến cho cơ thể của bạn trở nên chậm chạp, trì trệ. Vì vậy với bạn tuổi Dần cần phải cố gắng rèn luyện cơ thể thường xuyên hơn để tăng sức khỏe cho mình. Về tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy có quý nhân giúp đỡ, cái chuyện tình cảm gặp nhiều tin vui. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa, đối với những bạn đang còn độc thân được giới thiệu cho đối tượng phù hợp. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ, công việc có thể sẽ xảy ra nguy cơ trong ngày hôm nay. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh Mộc, cần phải để tâm tới những mục tiêu đã lên kế hoạch để giải quyết từ từ. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim, chú ý rèn luyện cơ thể thường xuyên để tránh mắc bệnh về gân cốt. Và đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 5 sao. Con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Mùi, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Mão, thứ tư, ngày 19 tháng 5 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ tư này với bà tuổi Mão cho chúng ta thấy là với bà tuổi Mão đang có được thực thần chiếu mệnh, cái điều này sẽ làm cho bạn có được tin mừng về tiền bạc trong ngày. Bản mệnh sẽ có được nhiều cơ hội để kiếm tiền hơn hẳn so với những con giáp khác, tiền bạc cứ thế ùn ùn đổ về túi. Đặc biệt đó, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Mão, cái nguồn tài lộc của bạn cực là vượng. Với những bạn kinh doanh buôn bán, lợi nhuận tăng lên gấp bội phần, hàng hóa tới tấp bán ra và bạn có cách làm riêng của mình, khéo léo mà hiệu quả lắm. Lại thêm, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Mão á, lại đang gặp ngày có mộc khí vượng, cái điều này sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của bạn. Nhất là đối với những ai có tiền sử về bệnh gan, bạn cần phải một chế độ ăn uống lành mạnh sẽ giúp giảm áp lực lên gan của bạn nữa. Vài tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy, tình hình tài chính được cải thiện đáng kể. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, có cơ may kiếm tiền thuận lợi, tài lộc ùn ùn đổ về. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, đối với những bạn kinh doanh buôn bán, đón nhiều cơ hội, buôn may bán đắt. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, đạt được lợi nhuận cao nhờ biết cách kinh doanh khôn ngoan. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, chú ý tới chế độ ăn uống để giảm áp lực cho gan, khỏe mạnh hơn. Về đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 1, số 9, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Hợi, tuổi Mùi. Tử vi tuổi Thìn, thứ tư, ngày 19 tháng 5 năm 2021. Vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Thìn đó, xem tử vi cho thấy bạn tuổi Thìn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành Mão Thìn tư hại, và đây là nguyên nhân dẫn đến sự nóng vội, thiếu đi sự kiên nhẫn của bạn trong ngày hôm nay. Với bạn tuổi Thìn, đừng có để cho những lời nói bộc phát, thiếu suy nghĩ của mình mà làm tổn thương người khác. Bù lại, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Thìn lại đang gặp được ngày có chính quan chiếu mệnh đưa đường chỉ lối cho bạn. Cho nên, với bạn đang có được những quyết định khôn ngoan nhờ sự nhạy biến của bản thân. Có những người không tin vào việc linh tính mách bảo, nhưng riêng bạn thì lại khác. Và lần này, bạn đã đúng khi tin tưởng vào sự lựa chọn của bản thân mình. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Thìn cũng đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc, cái điều này ảnh hưởng phần lớn tới chuyện tình cảm của bạn. Hai bạn càng ngày càng nảy sinh nhiều vấn đề hơn, không biết những vấn đề
rốt cuộc nằm ở đâu, không ai chịu nhường nhịn ai, chỉ muốn giữ cái tôi của mình mà thôi. Vài tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh hỏa có thể gặp rắc rối vì sự nóng vội và thiếu kiên nhẫn. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh thổ gây tổn thương cho người khác bởi những lời nói trong lúc thiếu suy nghĩ. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh mộc đưa ra những quyết định khôn ngoan nhờ trực giác nhạy bén. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh kim chuyện tình cảm gặp nhiều trục trặc do cái tôi của mọi người quá lớn. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh thủy, đôi lứa dễ dàng khắc khẩu nhưng không biết vấn đề nằm từ đâu. Về đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 6, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ tuổi Tuất, tuổi Dậu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Tỵ thứ tư ngày 19 tháng 5 năm 2021. Vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi Tỵ, xem tử vi cho thấy bà tuổi Tỵ đang gặp được ngày có chính tài chiếu mệnh. Cái điều này báo hiệu cho bạn tuổi Tỵ, con đường tài lộc của bạn đang có được sự khởi sắc rõ rệt, thu nhập được vững vàng và ổn định, giúp cho bạn tuổi Tỵ thoải mái làm những điều mà mình mong muốn. Tuy nhiên, với bạn tuổi Tỵ, đừng vì vừa có thêm chút tiền đã vội vã mua sắm, tự thưởng cho bản thân mình một cách quá đà. Tiền đến nhưng nếu không biết giữ gìn thì nó đi cũng rất nhanh, và tốt nhất là bạn nên lên kế hoạch tiết kiệm khoa học trước khi chi tiêu. Ngày này, bà tuổi Tỵ lại đang gặp ngày có mộc sinh cho hỏa vượng. Cái điều này cho thấy về mối quan hệ giữa bà tuổi Tỵ với người nhà lại khá chi là hài hòa. Dù có bất đồng ý kiến xảy ra thì đôi bên cũng sẽ không cãi vã to tiếng mà bình tĩnh ngồi lại thảo luận cùng với nhau. Nhờ thế mà mọi việc được giải quyết một cách êm thắm. Về tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh hỏa, con đường tài lộc có khởi sắc rõ rệt, thoải mái trong việc chi tiêu theo ý mình. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh thổ, thu nhập được ổn định, không còn nỗi lo về tài chính. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh mộc, nếu không có kế hoạch tiết kiệm hợp lý thì tiền bao nhiêu cũng hết. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc kim, gia đạo êm ấm, tình cảm giữa các thành viên có được sự hài hòa. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh thủy, dù có bất cứ vấn đề gì xảy ra, cả nhà vẫn ngồi lại và cùng nhau thảo luận. Về đánh giá của bà tuổi Tỵ trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 9, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Sửu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Ngọ thứ tư ngày 19 tháng 5 năm 2021. Vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi Ngọ, xem tử vi cho thấy bà tuổi Ngọ đang gặp ngày có cục diện mão Ngọ tương phá. Cái điều này làm cho bà tuổi Ngọ muốn có một ngày yên ổn cũng khó. Hơn nữa, với một chút lưu ý cho bà tuổi Ngọ trong ngày hôm nay là không phù hợp cho những thổ lộ về tình cảm. Bạn hãy chờ đợi một thời điểm khác sẽ thích hợp hơn với bạn. Trong ngày này với bà tuổi Ngọ lại đang gặp được ngày có thiên tài nâng đỡ. Nhờ đó mà với bà tuổi Ngọ có thể được nhận thêm những khoản tiền ngoài dự tính. Đó có thể là người thân cho, quà tặng hoặc là quà biếu. Tuy nhiên, đây không phải là tiền mà bạn tự kiếm được, cho nên bạn hãy có kế hoạch sử dụng cho cẩn thận. Ngày này, bạn tuổi Ngọ lại đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh, mang tới cho ba cho bạn có được nhiều may mắn, luôn nhận được sự ủng hộ và tin tưởng từ phía gia đình. Ngoài kia, có biết bao nhiêu sóng gió thì về gia đình mãi là điểm tựa vững chãi để tiếp thêm niềm tin, sức mạnh cho bạn. Và với bà tuổi Ngọ trong ngày này, hãy dành thời gian quây quần bên nhau và hãy gác lại những vấn đề khác
để cho toàn tâm vui đùa cùng con, hoặc là vào bếp nấu một bữa ăn cùng gia đình để tăng thêm sự đầm ấm, hạnh phúc gia đình nữa. Về tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim không nên thổ lộ tình yêu trong ngày này. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy có thể được nhận thêm những khoản tiền ngoài dự liệu. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa may mắn vì dù làm gì cũng luôn có được người thân ở phía sau ủng hộ. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh Thổ, gia đình là điểm tựa vững chãi, tiếp thêm niềm tin cho bạn. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh Mộc, nên tranh thủ ngày này để cùng quây quần bên gia đình. Về đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 9, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Mão, tuổi Dần. Tử vi tuổi Mùi thứ tư ngày 19 tháng 5 năm 2021. Vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi Mùi, xem tử vi cho thấy bà tuổi Mùi đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp hợi Mão Mùi nâng đỡ, cho nên công việc của bạn rất thuận lợi, con đường công danh được rộng mở, làm gì cũng đạt được kết quả xuất sắc nữa, và bạn được đánh giá cao cả về hiệu suất lẫn chất lượng công việc. Tuy nhiên, dù có thuận lợi thì với bạn tuổi Mùi cũng không nên vì thế mà chủ quan, nhất là khi trong ngày đang gặp thiên quan xuất hiện. Có những lúc công việc của bạn tưởng chừng như là suôn sẻ, nhưng giữa chừng lại có kẻ xông ra phá hoại. Và với bạn tuổi Mùi, vốn chẳng muốn động chạm tới ai, nhưng khi có người động chạm tới mình thì chẳng bao giờ bỏ qua. Ngày này, bạn tuổi Mùi lại đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc, dự báo cho bạn đang có những mâu thuẫn trong gia đình đến từ những chuyện nhỏ nhặt nhưng không ai chịu thôi. Bạn là bạn và người ấy nên bình tĩnh trở lại, ngồi xuống trò chuyện và tâm sự để cùng tìm cách tháo gỡ vấn đề. Về tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim, con đường công danh được thuận lợi, đạt được thành tích như mong muốn. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy được đánh giá cao nhờ hiệu suất và chất lượng công việc xuất sắc. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa, chủ quan có thể tạo điều kiện cho kẻ tiểu nhân phá hoại. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ, mối quan hệ gia đình nảy sinh nhiều mâu thuẫn từ những chuyện nhỏ nhặt. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc nên bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện với nhau để tìm ra cách giải quyết tháo gỡ vấn đề. Về đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 5, số 8, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Mão, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Thân thứ tư ngày 19 tháng 5 năm 2021. Vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Thân, xem tử vi cho thấy công việc của bạn tuổi Thân đang có những dấu hiệu được cải thiện khi trong ngày đang gặp được chính ấn tương trợ. Chỉ cần bạn tuổi Thân nhạy bén hơn một chút để có thể nắm bắt được mọi việc, nhìn nhận mọi chuyện một cách khách quan là với bạn có thể đạt được điều mà mình mong muốn. Tuy nhiên, với bạn tuổi Thân đừng quên rằng ngày hôm nay sẽ tốt hơn nếu như bạn có thể tạm gác lại mọi việc sang một bên để dành nhiều thời gian cho gia đình của mình, hay là đơn giản chăm sóc cho chính bản thân mình. Nếu bạn cảm thấy không thoải mái với một lời mời gọi nào đó vào lúc này thì bạn hãy lên tiếng thẳng thắn để cho đối phương biết quan điểm của mình. Ngày này với bạn tuổi Thân lại đang gặp ngày có kim khắc với mộc, cái điều này khiến cho chuyện tình cảm của bạn, đặc biệt là đối với những bạn đang còn độc thân, không được suôn sẻ cho mấy. Bạn cứ ngỡ người ấy cũng có tình cảm với mình, nhưng hóa ra tất cả chỉ là bạn ngộ nhận mà thôi, và điều này khiến cho bạn không khỏi bị tổn thương. Vài tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy,
công việc được cải thiện, tiến trình thuận lợi hơn. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh hỏa, đạt được điều mà mình mong muốn nhờ trực giác nhạy bén và cái nhìn nhận vấn đề khách quan. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh thổ, nhân ngày nghỉ nên dành thời gian cho gia đình hoặc là chăm sóc cho bản thân. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh mộc, nên thẳng thắn từ chối lời mời của người khác nếu không thấy thoải mái. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh kim, tình cảm đơn phương nhiều buồn phiền do ngộ nhận từ phía mình. Tử vi tuổi Dậu thứ tư ngày 19 tháng 5 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Dậu cho chúng ta thấy là với bà tuổi Dậu đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung Tý Ngọa Mão Dậu, và cái điều này sẽ ảnh hưởng khá nhiều tới con đường tình duyên của bạn trong ngày hôm nay. Bà tuổi Dậu, bạn không biết tiết chế cảm xúc của mình, chỉ muốn khăng khăng làm theo những điều mà mình mong muốn, khiến cho đối phương rất khó chịu và tìm cách chống lại bạn nữa. Thực ra với bạn chỉ muốn tỏa rõ tình cảm của mình dành cho người ấy nồng nàn, cháy bỏng đến thế nào, nhưng cách mà bạn thể hiện lại không khéo léo cho lắm, tạo cảm giác áp lực cho đối phương. Cứ như vậy thì chỉ khiến cho người ta sợ hãi và tìm cách lảng tránh bạn mà thôi. Bù lại, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Dậu lại đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh, che chở cho bạn, giúp cho bạn đang có được niềm vui về tiền bạc. Tiền hết lại có, bạn có thể chi tiêu thoải mái mà không còn phải đắn đo như trước nữa. Vài tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh thủy, con đường tình duyên gặp trắc trở, cảm xúc mãnh liệt khó tiết chế. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh hỏa, khăng khăng làm theo ý mình, khiến cho đối phương vô cùng khó chịu. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh thổ, cách thể hiện tình cảm không khéo léo, tạo áp lực cho nửa kia. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh mộc, có thể đón nhận nhiều tin vui về tiền bạc. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh kim, tiền hết lại có, thoải mái trong việc chi tiêu cho mục đích cá nhân. Và đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ tư này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 6, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Tuất thứ tư ngày 19 tháng 5 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi Tuất cho chúng ta thấy là với bà tuổi Tuất đang gặp được ngày có ngũ hành Mão Tuất nhị hợp, cái điều này có thể làm cho bạn gặp được nhiều may mắn tốt lành trong vận trình của mình ngày hôm nay. Và ngày này đối với những bạn làm kinh doanh buôn bán thì càng có được nhiều cơ hội để thúc đẩy việc buôn bán, thu lợi nhuận về cho mình. Lại thêm, trong vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi Tuất đang gặp được ngày có chính quan chiếu mệnh hỗ trợ cho bạn rất nhiều. Nhờ đó mà bạn mệnh tuổi Tuất nhận rõ được sự may mắn của mình trong mọi việc, thậm chí có những việc tưởng chừng như là trở ngại với bạn thì đang tiềm ẩn nhiều cơ may với bạn. Tuy nhiên bạn mệnh tuổi Tuất cũng đừng quá mải mê trong chuyện làm ăn kiếm tiền mà không dành đủ thời gian quan tâm tới gia đình của mình, nhất là khi trong ngày đang có ngũ hành xung khắc, bạn mệnh nên cân đối thời gian làm việc và thời gian nghỉ ngơi dành cho người thân yêu nhất của mình như những ngày như thế này. Về tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh hỏa, vận trình được suôn sẻ, có nhiều điều may mắn tốt lành. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh thổ, ngày thích hợp cho việc kinh doanh, thích đẩy việc buôn bán thuận lợi. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh mộc, tìm được cơ hội trong những việc tưởng chừng như là trở ngại. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh kim, đừng có quá mải mê làm việc kiếm tiền mà bỏ bê gia đình. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh thủy, nên cân đối thời gian làm việc và thời gian dành cho gia đình. Về đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ tư này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 1, số 6, giờ tốt
từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Thân, tuổi Dần, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Hợi, thứ tư, ngày 19 tháng 5 năm 2021. Vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi Hợi, xem tử vi cho thấy bà tuổi Hợi đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp Hợi Mão Mùi phù trợ, cho nên các chuyện tình cảm của bà tuổi Hợi nhờ thế mà có được sự khởi sắc rõ rệt. Với bà tuổi Hợi, bạn đang có được sự may mắn, có được gia đạo an yên, vợ chồng tình cảm thăng hoa, chẳng còn mâu thuẫn tranh cãi như trước nữa. Trong ngày này, đối với những bạn đang còn độc thân, hãy mở rộng trái tim mình và trao đi những điều chân thành nhất. Sự chân thành chính là chìa khóa mở cửa trái tim, nhất định rồi bạn sẽ tìm thấy được hạnh phúc cho riêng mình. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi Hợi lại đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh cản trở, khiến cho bạn không khỏi đau đầu với các vấn đề liên quan về tiền bạc. Dường như với sự mất cân bằng về tài chính khiến cho bạn không khỏi ưu tư. Bạn hãy thư giãn và bình tĩnh tìm cách khắc phục. Khi bạn có tinh thần thư thái, các vấn đề khác tự khắc nó sẽ được giải quyết ổn thỏa mà thôi. Vài tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh Hỏa, đường tình duyên khởi sắc rực rỡ, gia đạo an yên. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh Thổ, tình cảm vợ chồng thăng hoa, chẳng còn mâu thuẫn. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh Mộc, đối với những bạn đang còn độc thân sẽ cứ mở rộng trái tim mình và trao đi sự chân thành. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh Kim, đau đầu với các vấn đề liên quan về tiền bạc. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh Thủy, lo lắng tìm cách khắc phục mọi sự mất cân bằng về tài chính. Về đánh giá của bà tuổi Hợi trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 5, số 9, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Sửu, tuổi Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.